Ayo, what the? Không biết nó có thể xem được screen không? Đây Chưa con dế thấy đâu? con rết đâu hết. Đây đây đây, con dế nó bò lên này này, nhìn vào camera này. Nhìn hay nhỉ. Bỏ xuống và nó rơi tạch xuống. Không dễ. Nó annihilation à? Lúc đấy là con nhện nó vẫn đang à? Được Thấy được không? được không không nên nói chuyện trong lúc nó sẽ thử xem hành động con rết sẽ thế nào khi mà mong là làm gì đó. Nhìn vào cam không? Đang ở trên. Con xe spider có lúc nó giết được một con rết đúng không? Nhưng mà đấy là phải ở ngoài tự nhiên. Mỗi để nhìn thấy móng của con rết này. Thật trong cam có thấy gì? Chả thấy cái gì cả. Cái băng dính nó che luôn. Được chưa? Chưa. Tao nhìn nó sẽ xem thành quả. Hai PLA luôn. Lúc nãy bố vừa thấy sợi tơ của xe spider vừa bị rung chuyển bởi một con bụi con rết này. Lúc xe spider ăn xong nhá. Chả biết được. Ăn xong thì thấy cái xe con gì ấy. Ui con rết rơi xuống rồi. Tạch hướng. Sao nó chả nghĩ sao ạ? Mà sao trong máy quay nó thấy con rết nó to to ở dưới ấy. Nó nhìn nó to mà. Chính vì tại ở khung cảnh tối như thế này phải đang dính cái chả như thế cái gì. Tạm dừng video nhé. Được chưa? Nhìn được không chưa? Trên này là có con nhện này. Ơ kìa con nhện, con kiến. À con nhện vẫn đang ăn. Bên dưới này có con rết. Kinh không? Kinh đấy. Đâu rồi con rết, đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Nó dẹt. Nó dẹt không ạ? Nó mềm lắm. Nó không cứng như con cuốn chiếu đâu. Nhìn hay nhỉ? Nó có hôi không ạ? Không. Nó thường có độc mà. Chứ có phải nó dùng mùi hôi để nó đánh bại người ta đâu. PLA's toy. Ủa nó đến rồi này. PLA's toys hay PP bé. Một trong những con mốt khó nhất hay như một trong những con mốt dễ. Nó chỉ hơi hơi khó thôi. Đây là spider gạ lách nhiều lách như đỡ để nó kiểu gì ở trên một cái sợi tơ. Sao nó bỏ qua, con rết đang bỏ qua cái gì này?